Rồi chào anh em nha. Mình bán cho anh em ba cục máy cúp 50 FI nha anh em. Xác máy cúp rải xe Honda Saban nha. Tình trạng là máy như hình. Mình tháo bộ lửa bán ăn rồi. Giờ mình bán cái xác máy cúp FI như vậy thôi. Full cái máy này mình bán giá chỉ 900.000 cục thôi nha anh em. 900.000 một cục nha. Tất cả máy là vô lăng còn quay được ha. Máy sống không chết nha anh em. Anh em về em yêu khoa học hoặc anh em về độ chế này kia các kiểu tùy anh em ha. Mình bán giá chỉ có 700.000 thôi. Đó, bán như hình. Bao đúng máy cúp FI 50 của Honda Saban nội địa Nhật về nha. Cái máy này là máy 3 số nha, không đời. Ví dụ bây giờ em nói là 900.000 mình mua được những món gì? Em nói đơn giản thôi. Đối với những cái máy này á, anh em hôm nay mua nội bộ nồi. Bộ nồi full không nó tầm hết 700.000. Cặp lốc mình bán dây chai luôn cũng được 300. Cái xin đây. Một cái xin lắp đầu này thường bán 100 mấy 200.000. Đó. Rồi nói chung nó còn nhiều đồ lắm, số bọng rồi cần đạp cần số thì kia các kiểu ha. Thì đó mình bán cho anh em về, một là anh em lấy đồ, hai là anh em yêu khoa học này kia gì đó tùy anh em. Hoặc là anh em về muốn xài cho xe bình xăng con thì đơn giản lắm. Anh em về thay một bộ lửa của 81 86 này kia xăng cơ. Rồi là đưa vô là dứt. Cái phần co xăng này mình sẽ khoan lỗ lại bắt cái co xăng xăng cơ. Là cái máy này nó sẽ xuống xăng cơ nha anh em. Rồi, ba cục nha. Mấy máy này là máy 50 FI 3 số nha. Mình bán 900.000 một cục. Anh em nào chốt thì alo mình nha. Đó, có ba cục. Rẻ bèo anh em ơi. Hôm nay 900.000 mua bộ nồi hết 700.000 mẹ ơi. Còn mấy cái đầu kia về mình em yêu khoa học đồ kia cũng rất là ngon. Mà mấy cái nồi này muốn hú cũng khó lắm nha anh em. Còn này mình bán dạng tính xác như hình. Bán bao đồ zin, máy sống, vô lăng còn quay được. Chỉ vậy thôi nha anh em.